Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Malia ngày 13 tháng 5 thông báo, lực lượng Ukraine đang đạt được đà tiến ở hai hướng tại vùng ngoại ô thành phố Bakhmut, Donetsk và đã bắt được số lượng lớn tù binh là quân nhân Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine không cung cấp chi tiết về tình hình chiến sự nhưng khẳng định các hoạt động đối đầu quyết liệt vẫn đang diễn ra và lực lượng Ukraine đang giành chiến thắng. Trong khi đó, tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết nước này đã kiểm soát được thêm một khu vực ở phía tây bắc của Bakhmut. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều đã phải trả giá đắt nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Những cột khói vẫn bao trùm thành phố bị bao vây, kèm theo tiếng pháo nổ không ngừng. Hôm 12 tháng 5, Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã giành lại một số khu vực quanh thành phố Bakhmut trước đà tiến công của Nga. Trong khi đó, Abdi Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Ahmad, kiêm phó tư lệnh quân đoàn 2 của Nga, cho biết mặc dù căng thẳng đang gia tăng xung quanh Bakhmut, nhưng bên trong thành phố này, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công. Truyền thông Nga đưa tin rằng hai máy bay chiến đấu và hai máy bay trực thăng quân sự của Nga đã bị rơi gần vùng biên giới Ukraine. Nhật báo Kommersant của Nga cho hay một đội hình gồm máy bay ném bom chiến lược Su-34, tiêm kích Su-35 và hai máy bay trực thăng Mi-8 đã bị rơi gần như đồng thời ở vùng Bryansk, giáp với đông bắc của Ukraine. Bốn phi công được cho là đều đã thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS trước đó cũng đã đưa tin một chiếc máy bay Su-34 của Nga cũng đã bị rơi ở khu vực đó, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Trước những thông tin này, thì cả quân đội Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận. Đài RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị của Giáo hoàng Francis về việc giúp đàm phán chấm dứt chiến sự trong chuyến thăm bất ngờ tới Vatican hôm 13 tháng 5. Theo ông Zelensky, Ukraine không cần những người trung gian mà cần một nền hòa bình công bằng. Tổng thống Ukraine cũng đề nghị Giáo hoàng tham gia kế hoạch hòa bình 10 điểm của Kiev. Kế hoạch này kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, yêu cầu Nga rút quân và dừng chiến sự, khôi phục biên giới quốc gia của Ukraine. Được biết, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, vị giáo hoàng 86 tuổi thường xuyên lên tiếng kêu gọi hòa bình và nhiều lần bày tỏ mong muốn làm trung gian giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, những đề xuất của ông đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá nào. Trở về từ chuyến thăm Hungary ngày 30 tháng 4, giáo hoàng Francis cho biết Vatican đang tham gia một sứ mệnh bí mật để giúp chấm dứt chiến tranh nhưng chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, sứ mệnh đó đã không được nhắc đến trong các thông báo của Vatican sau này. Trong khi đó, vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký thành luật một sắc lệnh của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cấm tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine, Mỹ và EU cũng không chấp thuận kế hoạch hòa bình 12 điểm do Trung Quốc đề xuất vào đầu năm nay. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025. Theo đó, chính quyền nên tạo ra những cơ chế hấp dẫn về tài chính, xã hội và các cơ chế khác để giảm dòng chảy của dân số ở Nga. Theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức, trong năm 2022, dưới tác động của những điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, dòng di cư của người dân Liên bang Nga ra nước ngoài đã tăng lên đáng kể. Về vấn đề này, sắc lệnh đã đề cập các biện pháp bổ sung để tạo ra các cơ chế tài chính, xã hội và các cơ chế khác để bảo tồn nguồn vốn con người, giảm dòng dân số Liên bang Nga ra nước ngoài. Đặc biệt, thủ tục nhập quốc tịch Nga đã được đơn giản hóa đối với những công nhân thường trú tại nước này và có ít nhất cha hoặc mẹ mang hộ chiếu Nga. Sắc lệnh đã đề cập đến sự cần thiết phải tạo điều kiện cho việc quay lại kể cả từ nước ngoài của những cư dân ở các vùng mới của Nga đã rời bỏ nơi cư trú của họ do xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, một thủ tục đơn giản hóa để nhập quốc tịch đã được áp dụng cho công dân của Belarus, Ukraine, Kazakhstan và Moldova. Theo cơ quan thống kê Nga, 419.000 người đã rời Nga kể từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Lực lượng cảnh sát thành phố Saint Petersburg của Nga đã thành lập một đơn vị chống thiết bị bay không người lái có trách nhiệm đảm bảo an toàn trên không cho các sự kiện lớn. Đơn vị này bao gồm các sĩ quan được trang bị súng bắn tỉa và súng carbine, được huấn luyện để vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái và các đội tuần tra lưu động để bắt giữ những người bị tình nghi vận hành máy bay không người lái. Đơn vị chống thiết bị bay không người lái này được thành lập sau khi hai chiếc UAV đã phát nổ trên điện Kremlin vào ngày 3 tháng 5 nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, trong ngày diễn ra lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5, các sĩ quan và lính bắn tỉa của đơn
đơn vị này đã được bố trí tại nhiều điểm xung quanh quảng trường đỏ và khu vực diễn ra lễ duyệt binh. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hàng loạt cơ sở quân sự và kho nhiên liệu của nước này đã phải hứng chịu đòn tấn công của các máy bay không người lái. Trong khi đó, Kiev bác bỏ những ám chỉ và cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công này, cho rằng họ không đủ vũ khí để triển khai ngoài lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Cục trưởng Cục Đường sắt chính của Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Kosenkov cho biết, 4 đoàn tàu bọc thép đặc biệt của nước này đang hoạt động trong khu vực quân sự ở Ukraine. Các đoàn tàu này đã đẩy lùi thành công tất cả các cuộc tấn công phía Ukraine, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất của các đoàn tàu đặc biệt gồm có Baikal, Amur, Volga, Yeysey, hộ tống các đoàn tàu vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự và kịp thời khôi phục các đường ray bị hư hỏng nếu cần thiết. Ông Kosenkov cũng cho hay các binh sĩ đường sắt Nga đang tiến hành trinh sát kỹ thuật, giả phá bom mìn đường ray, khôi phục các đoạn bị hư hại, vận chuyển hàng hóa quân sự, xây dựng cầu, dọn dẹp các mảnh vỡ và tiến hành đào đắp trong khu vực quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu bọc thép đặc biệt được trang bị pháo phòng không, súng phóng lựu tự động, cùng với hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa thiết bị nổ điều khiển từ xa và cả máy bay không người lái để dò đường di chuyển. Thời gian qua, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine leo thang căng thẳng, nhiều đoàn tàu chở vũ khí của quân đội Nga đã được điều động đến Ukraine. Vào cuối tháng 3, thì một số đoàn tàu đặc biệt của Nga mang theo xe tăng chiến đấu chủ lực, trang thiết bị và vũ khí hạng nặng khác của Nga được ghi nhận đã xuất hiện tại Ukraine. Trao đổi với truyền thông địa phương vào ngày 11 tháng 5, ông Ruben Brigerti, đại sứ Mỹ tại Nam Phi cũng đã cáo buộc quốc gia châu Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Theo đó, phía Mỹ đã ghi nhận một tàu hàng Nga cập cảng căn cứ hải quân Simonstown của Nam Phi vào ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022 và cho rằng vũ khí và đạn dược đã được chất lên tàu trước khi trở lại Nga. Mỹ có những lo ngại nghiêm trọng về một tàu chở hàng bị trừng phạt của Nga cập cảng tại một cảng hải quân Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái. Với tư cách là những đối tác tốt của nhau, chúng tôi đã nêu những lo ngại đó trực tiếp với nhiều quan chức Nam Phi. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, chính phủ của ông đã mở cuộc điều tra độc lập để xem xét thông tin về việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga khi được một lãnh đạo phe đối lập chất vấn. Trước đó, Nam Phi đã từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Quốc gia này duy trì thái độ trung lập và ủng hộ đối thoại giúp chấm dứt xung đột. Vào ngày 11 tháng 5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ buộc quân đội Nga phải có phản ứng thích hợp. Ông Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin có thái độ rất tiêu cực đối với việc London cung cấp thêm tên lửa tầm xa cho Kiev. Điều này đòi hỏi một phản ứng thích hợp từ quân đội Nga. Những người mà theo ông Peskov chắc chắn sẽ đưa ra các quyết định cần thiết về mặt quân sự. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstans Konsichev, đây là một quyết định hoàn toàn vô trách nhiệm của chính quyền Anh. Họ đã đặt vào tay Ukraine một loại vũ khí mạnh mẽ có khả năng gây thiệt hại ở quy mô rõ ràng là không thể chấp nhận được. Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh là Ben Wallace xác nhận Anh đang cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình hàng không tầm xa là Storm Shadow. Đây là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không, tầm bắn hơn 250 km. Được biết, tầm bắn của những tên lửa này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của các khu vực mới của Nga. Cho đến nay, tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là HIMARS và GMRS của Mỹ, có tầm bắn khoảng 80 km. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây cung cấp tên lửa có tầm bắn xa hơn.